Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2 mới nhất ngày 5 tháng 1 năm 2022. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là đường dẫn từ khu đô thị mới Thủ Thiêm lên cầu Thủ Thiêm 2. Đoạn đường này thì cắt ngang qua dự án The Metropole Thủ Thiêm. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2. Hiện tại thì cầu Thủ Thiêm 2 đang dần dần tiến về đích. Cầu Thủ Thiêm 2 thì được xây dựng nhằm giúp kết nối giao thông giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị và các bạn đã biết thì cầu Thủ Thiêm 2 có quy mô gồm có 6 làn xe, trong đó thì có 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu thì có chiều dài gần 1,5 km, trong đó thì phần cầu chính dài 900 m và được thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m nghiêng về phía khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu thì được thiết kế chiếu sáng mỹ thuật và sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và ban đêm. Cầu Thủ Thiêm 2 thì có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và chạy dọc theo đường Tôn Đức Thắng vượt qua sông Sài Gòn, kết nối với đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là phần đỉnh của trụ chính cầu Thủ Thiêm 2. Thì phần đỉnh trụ chính cầu Thủ Thiêm 2 vừa mới hoàn thành vào một tháng trước. Trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2 thì có chiều cao là 113 m. Về tiến độ của cầu Thủ Thiêm 2 thì như quý vị và các bạn đã thấy, trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2 đã được nhà thầu kiểm tra hoàn tất phần trụ chính và hôm nay thì cũng đã được tháo cầu tháp. Cầu tháp của trụ chính thì cũng đã tháo được một nửa. Các dây văng của trụ chính thì cũng đã hoàn thành. Cầu Thủ Thiêm 2 thì có tổng cộng là 56 bó cáp dây văng và 17 nhịp dầm ngang bắc từ khu đô thị mới Thủ Thiêm vượt qua sông Sài Gòn kết nối với quận 1. Về tiến độ các hạng mục còn lại như là ốp thành cầu cho cầu Thủ Thiêm 2 thì tới nay tiến độ ốp thành cầu đã đạt được hơn 70% khối lượng. Còn đoạn cuối ngay nhịp dầm ngang số 17 thì chưa được lắp đặt và đoạn tiếp giáp với quận 1. Về công tác tháo các đà giáo đỡ dầm biên bên phía khu đô thị mới Thủ Thiêm thì đang được tháo dỡ. Sau khi các dầm thép này được tháo dỡ thì phần trụ bê tông ở dưới sông sẽ được đục bỏ và trả lại hiện trạng ban đầu cho sông Sài Gòn. Như vậy là chỉ còn khoảng 4 tháng nữa thôi là người dân tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức được lưu thông trên cây cầu Thủ Thiêm 2, giúp dễ dàng di chuyển từ trung tâm quận 1 qua khu đô thị mới Thủ Thiêm và ngược lại. Còn về tiến độ các nhánh cầu bên phía quận 1. Bên phía quận 1 thì gồm có 3 nhánh cầu. Nhánh cầu chính thì có chiều dài là 437 m, rộng 17,5 m, gồm có 4 làn xe. Nhánh này thì sử dụng dầm hộp bê tông cốt thép giữ ứng lực. Nhánh N1 thì dài 195,5 m, bề rộng cầu là 7 m, gồm có 2 làn xe. Nhánh này thì hướng từ công trường Mê Linh, kẹp bên sông Sài Gòn, kết nối trực tiếp với nhánh chính và vượt qua sông Sài Gòn hướng về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Về tiến độ của nhánh này thì như trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy, nhánh N1 vừa rồi cũng đã đổ bê tông xong đoạn 5 đoạn 6 và đang chuẩn bị thi công đoạn tiếp đất. Đây là đoạn cuối cùng của nhánh N1. Sau khi nhánh này hoàn thiện thì đoạn đường Tôn Đức Thắng sẽ được mở rộng ra thêm. Khi nhánh này hoàn thành thì dọc theo bờ sông sẽ được cải tạo lại. Có thể thấy thì từ trung tâm của quận 1 hướng về khu đô thị mới Thủ Thiêm thì cầu Thủ Thiêm 2 khá là nổi bật. Đây sẽ là biểu tượng mới tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Về nhánh N2 thì có chiều dài 193 m. Nhánh này thì kẹp bên hông của nhánh chính. Bề rộng của nhánh này là 7 m và gồm có 2 làn xe. Các phương tiện muốn lưu thông từ khu đô thị mới Thủ Thiêm về công trường Mê Linh thì sẽ đi nhánh N2 kẹp bên hông của nhánh chính tới giao lộ Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh. Sau đó thì sẽ vòng xuống nhánh chính và đi theo đường Tôn Đức Thắng hoặc là đường Lê Thánh Tôn về trung tâm của quận 1. Về tiến độ của nhánh N2 thì như trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy, nhánh này đã hoàn thiện, chỉ còn đoạn cuối cùng là sẽ tiếp đất. Tuy nhiên thì thời gian trở lại đây, đoạn cuối cùng này vẫn chưa được thi công. Có thể thì đoạn cuối của nhánh N2 sẽ thi công cùng lúc với đoạn cuối của nhánh N1 và hai nhánh này sẽ cùng được hợp long một lúc. Phía trên mặt đường của nhánh N2 như quý vị đang nhìn thấy là các cấu kiện để ốp thành cầu cho nhánh N2. Hiện thì các cấu kiện này đã được lắp đặt một đoạn đầu.
Về đoạn đầu nhánh chính của cầu Thủ Thiêm 2 ngay giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn thì cũng đang được thi công. Hôm nay thì lan can của nhánh chính cũng đã được công nhân lắp đặt. Trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể thấy lan can của cầu Thủ Thiêm 2 trông khá là đẹp. Để mình zoom lại gần hơn cho quý vị và các bạn cùng xem rõ hơn về lan can của cầu Thủ Thiêm 2 đang được các công nhân lắp dựng. Có thể thấy thì tiến độ của cầu Thủ Thiêm 2 đang dần dần về đích. Đây là điều đáng mừng cho cầu Thủ Thiêm 2. Với tình hình tiến độ như hiện tại thì chắc chắn cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thành đúng với tiến độ đã đề ra và thông xe 30 tháng 4 năm 2022. Cầu Thủ Thiêm 2 thì được xây dựng nhằm giảm tải ách tắc giao thông tại cửa ngõ phía đông trung tâm quận 1 và giúp kết nối từ trung tâm quận 1 sang khu đô thị mới Thủ Thiêm một cách nhanh chóng, thay vì các phương tiện phải di chuyển qua bằng cầu Thủ Thiêm 1 và hầm vượt sông Sài Gòn. Cầu Thủ Thiêm 2 thì có ý nghĩa rất quan trọng. Khi cầu hoàn thành sẽ giúp kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như là phát triển du lịch. Ngoài ra thì lợi ích từ cầu Thủ Thiêm 2 mang lại là rất lớn khi các dự án bất động sản tại trung tâm của quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng sẽ được phát triển mạnh mẽ. Điển hình như là các dự án đang được triển khai thi công và xây dựng như là Gen Magina Sài Gòn, The Nexus. Ngoài ra thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cải tạo công viên Bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh nhằm góp phần làm thay đổi bộ mặt của thành phố và thu hút khách du lịch tới tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Video cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2 của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.